này có niềm răng. Vì vậy nên là cái hai cái cơ cơ nhai và cơ cắn nó hơi căng một xíu. Cố gắng trong mỗi lúc mình đi niềm răng về, mình có thể tự dùng tay mình massage cái vùng mặt của mình để mình đẩy cho các cái cơ nhai, cơ cắn hoặc là cơ cười này nó trở về cái trạng thái bình thường. Đó. Cái phần này nó, cái phần cơ cơ nhai này của chúng ta nó bị sơ rồi, nó cắn hàm răng lại nhau. Đó. Special location is a acupressure massage center run by blind people named Hải Đăng at 7 Trần Thái Tông, Hà Nội, Việt Nam. Start me to the massage so accurate and professional. Acupressure head and facial massage is so good for your health. Relieve your headache, make you relaxing with a price is only $8.7. And now let's see how they do it step by step. Bạn hay đau nửa đầu bên phải này đúng không? Vào thời tiết giao mùa ấy, thì nó dễ bị đau nửa đầu bên phải do máu lên não khá là kém. Người này dễ huyết áp thấp. Đau bên phải là các cái cơ ở dây thần kinh ngoại biến nó đang bị xơ rối. Xơ tức là nó thiếu dưỡng chất để mà nuôi cái cơ đấy, còn rối tức là nó tạo thành những cái đàn rối, nó khiến cho máu lên trên não của chúng ta rất là kém. Não thì chỉ chiếm có 2% trọng lượng của cơ thể thôi, nhưng mà nó lại cần đến 40% cái nguồn năng lượng, tức là 40% lượng máu để nuôi các cái tế bào và đặc biệt là các neuron thần kinh. Thì khi mà bạn bị xơ rối như này ấy, thì sẽ có hiện tượng thứ nhất là dễ bị ù tai nếu như sau này một vài tuổi sau ấy. Thứ hai nữa là oxy lên não kém thì cái việc nuôi dưỡng các tế bào nó sẽ rất khó. Vậy nên chúng ta sẽ thay đổi tư thế hay có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Bạn này là có bị gây tê tủy sống nên là các cái neuron thần kinh em cảm tưởng rất là căng. Mắt phải có vẻ như là hơi cận đúng không? Đúng. Cố gắng ngủ sớm một chút bởi vì cái vùng cơ mắt này của bạn nó đang bị rất là căng, nếu mà để lâu một chút thì nó sẽ tạo thành những cái nếp nhăn và như thế thì nó sẽ dẫn đến mờ mắt, mỏi mắt. Mình nên sử dụng một số thực phẩm chứa beta caroten, ví dụ như là đu đủ hoặc là gấc, thì khi vào cơ thể thì nó sẽ chuyển hóa thành vitamin A, rất là tốt cho sức khỏe. Cố gắng cai Facebook và cai làm việc online, ngủ sớm chút xíu thì sẽ đỡ hại mắt hơn. Giảm stress cho mắt thì mình có thể sử dụng một số loại túi trường mát hoặc trường hơi ấm một xíu, làm cho cái cơ mắt của mình là được thư giãn hơn sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi.
bạn này có niềm răng, vì vậy nên là cái hai cái cơ cơ nhai và cơ cắn nó hơi căng một xíu. Cố gắng trong mỗi lúc mình đi niềm răng về, mình có thể tự dùng tay mình massage cái vùng mặt của mình, thì mình đẩy cho các cái cơ nhai, cơ cắn hoặc là cơ cười để nó trở về cái trạng thái bình thường. Phần này nó, cái phần cơ cơ nhai này của chúng ta nó đã bị sơ rồi, bạn cắn hàm răng nặng nhau đó. Rồi, cơ bạn đang là bình thường. Nhưng có một cái ưu điểm của bạn ấy là làn da khá là mịn và các lớp biểu bì cũng khá ok. Độ chân lông hơi rộng thì mình chịu khó đắp mặt nạ thì nó sẽ khít cái độ chân lông, hoặc là sông lạnh cũng được. Có một cái hiện tượng mà mọi người rất là dễ bị mắc phải, và đặc biệt là bây giờ nó càng ngày càng trẻ hóa, đó hiện tượng tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ. Đột quỵ đây chính là một hiện tượng mà máu lên não kém, hoặc tai biến mạch máu não là cái áp lực của dòng máu khi mà lên trên não nó bị một cái vật cản nó ngăn chặn lại, ví dụ như những cái cục máu đông chẳng hạn. Thì nó sẽ đọng lại hết ở dưới phần vòng quanh của đầu chúng ta, chứ thường thường là nó ít khi đau ở đỉnh đó. Cảm giác là cái cầm này là cầm thật chứ không phải cầm giả đúng không? À. Rồi, à, thật lòng cho anh rồi, đặt tay. À.
Trong quá trình em ngồi làm việc hoặc học tập ấy, thì có thể em sẽ cái cột sống của em giữa các cái đốt sống nó là cái địa đệm, nó sẽ bị thu hẹp lại. Vậy nên là khi mà chúng ta 50 tuổi thì chúng ta sẽ lùn hơn so với thời trẻ khoảng 2 cho đến 3 cm. Nên ngoài cái việc mình đi bấm huyệt, mình kéo giãn cột sống ra, thì mình có thể đi bơi hoặc tập đu xà. Đó cũng là phương pháp rất là tốt để kéo giãn các đốt sống. Đó, em có nghe tiếng loạng xạ của cơ của em Có không? Đó là cơ nó bị sơ rồi đấy. Như anh đã giải thích thì cơ sơ tức là nó bị thiếu dưỡng chất để nuôi cái cơ đó. Dưỡng chất ở đây thì nó có thể protein ở ở đầu, vùng đầu đa số là protein, hoặc là bị thiếu vitamin, hoặc là bị sơ rối. Sơ rối thì cái nguyên nhân gây sơ rối thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Có thể thiếu oxy, có thể thiếu máu lên não, có thể là khí huyết không lưu thông, nó cũng gây sơ rối. Và những lúc như thế này nó chỉ chờ có cơ hội, tức là thời tiết giao mùa này, đang nóng trở thành sang lạnh, hoặc là đang lạnh trở sang nóng chẳng hạn, hoặc ở trong phòng điều hòa đi ra ngoài, hoặc là một ngày nào đó vui vui thôi, nó sẽ dở ra và lúc đấy mình sẽ rất là dễ bị đau đầu mệt mỏi. em có thể làm gì để cải thiện cái đó anh? Đầu tiên là mình phải chịu khó tập thể dục buổi sáng, chịu khó tập thể dục, tập yoga hoặc là đi bơi, đu xà. Còn sau đó thì em có thể đi bấm huyệt hàng tuần, mỗi tuần thì cố gắng cho mình một một lần, một trong vòng 60 phút để đi chăm sóc toàn bộ cơ thể của mình. Ngoài ra nữa thì em có thể sử dụng một số các cái sản phẩm mà làm cho máu nó lên não tốt hơn, ví dụ như là các loại vitamin, các loại khoáng chất, các loại protein là nó chứa ở trong nhiều, rất nhiều ở trong rau xanh, ở trong hoa quả. Còn tuổi trẻ này thì chưa nên sử dụng các thực phẩm chức năng hay là sử dụng thuốc, rất là nguy hiểm. Một cái mà ở quê mình cũng có rất nhiều là cây đinh lăng. Cây đinh lăng thì nó làm cho máu lên não rất là tốt. Cái thuốc hoạt huyết dưỡng não là từ cái cây đinh lăng đó. Thế nên là mình tuổi trẻ như này thì tốt nhất là nên về bảo ba mẹ có thể ngâm giúp mình, hoặc là cho mình khoảng vài cái gốc đinh lăng mọi người phơi khô, xong sau đấy mình có thể đun bằng nước và cho vào một cái chai nhựa để mình đi uống, hoặc cái bình giữ nhiệt mình uống hàng ngày thay cho nước uống, không mất tiền mua thuốc mà lại vừa sạch vừa an toàn. Một cái nữa là em phải lưu ý là khi mà mình ngồi làm việc ấy, thì cố gắng là khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng thì mình nên đứng dậy, mình đi lại khoảng 5 phút để cho nó khí huyết ấy lưu thông trở lại. Nếu khi làm việc đam mê quá, ngồi vài tiếng đồng hồ Đúng ra rồi, nữa mình dậy thì rất là căng thẳng, em mệt mỏi. hay bị kiểu đấy đấy. Đó. Nên cơ này nó rất là sơ rối. Tác dụng phụ của việc anh làm cho cơ của em nó mềm lại là về em sẽ mất khoảng 3 đến 5 ngày sẽ bị đau ê ẩm. Sờ tay vào đây là đã đau rồi. Nên mình cố gắng là mình gỡ cái cơ này ra thôi. Nếu mà không bấm như thế này thì em không biết là em đang bị như nào đúng Đúng không? rồi, không biết là em đang bị tình trạng như thế nào. Em hay bị đau đầu. Hay bị đau đầu do máu lên não kém. Chính nguyên nhân gì như vậy không? Huyết áp của em thì là hơi thấp, cố gắng điều chỉnh. Nhịp tim thì không được đều nhịp cho lắm, hay bị hồi hộp hay cảm giác hụt hơi. Ừ, đúng rồi Thế đấy. thế là cố gắng mình có thể điều tiết lại cái cuộc sống, đi bộ hoặc là đạp xe đạp, điều hòa đi. Còn một cái nữa là em cũng đang có hiện tượng, đó là hiện tượng viêm dạ dày nhẹ. À, cái này đúng ạ. Nên là cố gắng để trong cái quá trình mình sinh hoạt ấy, mình cố gắng ăn đúng bữa này. Lúc ăn thì tập trung vào ăn, không bị phân tán tư tưởng ra, ví dụ như vừa ăn vừa xem phim hoặc vừa ăn vừa check inbox chẳng hạn, thì em cũng sẽ dễ bị đau dạ dày. Cái thứ hai là cố gắng nhai kỹ và ăn, cố gắng là ăn tối trước 7 giờ, nó sẽ đỡ hại dạ dày rất nhiều. Một cái nữa là không để stress vào trong giấc ngủ và trong suy nghĩ nhiều quá thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến dạ dày. Một cái nữa là thận của em ấy, là em cũng cũng không chịu khó uống nước lắm,
Thế nên chịu khó khắc phục cái vấn đề này. Cái này đúng là em không uống nước lọc ấy. Thận nó sẽ thận của em nó đang có một chút bùn, nếu mà để bùn nó lắng cặn vào trong bể thận lâu thì mình rất là dễ bị sỏi thận. Thế nên là việc bây giờ nó giống như cái cặn đấy, nó lắng ở dưới đáy chai đáy ly, nên chịu khó mình uống nước để cho nó đẩy cái cặn. Em nói đúng hết những cái tình trạng của em đấy, Tình trạng thì đương nhiên là đúng là em bọn anh bao nhiêu năm cũng đi học thì cái đấy nó là cái kỹ năng rồi. Cái quan trọng là muốn mọi người chăm sóc sức khỏe một cách lành mạnh, một cách nào mà đơn giản nhất, đỡ tốn kém nhất, nó mang lại hiệu quả cao nhất. Thế mà bây giờ thực tế là ở tầm tuổi của các em mà đã sử dụng các loại thực phẩm chức năng rồi thì nó không không cần thiết. Ok, quá trình chăm sóc của mình cho bạn buổi sáng ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Finally, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel if you like it. Thank you.